Thưa quý vị khán giả, một tuần nữa lại trôi qua, Tấn Khoa và Diễm Loan rất vui khi được gặp lại quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn, số phát sóng ngày 16 tháng 1 năm 2024. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị khán giả cùng đến với chuyên mục Theo dòng sự kiện để cùng điểm qua những tin tức nổi bật đáng chú ý của các cấp công đoàn thành phố trong thời gian qua. Thưa quý vị khán giả, Liên đoàn Lao động Thành phố vừa tổ chức chương trình đi bộ đồng hành vì sức khỏe người lao động với chủ đề Triệu bước chân một tấm lòng năm 2024 tại thành phố Thủ Đức vào sáng ngày 7 tháng 1. Chương trình có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố. Hơn 10.000 đoàn viên đang công tác tại công đoàn các cơ quan doanh nghiệp cơ sở trên toàn thành phố đã được hướng dẫn khởi động và tham gia đi bộ trên lộ trình 3,5 km dọc theo các tuyến đường Trương Văn Bang, Lâm Quang Kỳ, Sử Hy Nhan, Thạnh Mỹ Lợi, Trần Quý Kiên, Tạ Hiện và trở lại đường Trương Văn Bang về đích tại điểm xuất phát trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức. Với nhiều cái hoạt động chăm lo Tết của Liên đoàn Lao động thành phố, trong đó có cái chương trình đi bộ đồng hành về sức khỏe người lao động, cũng mong muốn rằng là tất cả đoàn viên và người lao động trên địa bàn thành phố đoàn kết, chung lòng, chia sẻ và hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn, đặc biệt đó là trong cái dịp Tết, để tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết và không ai bị bỏ lại phía sau. Tham gia chương trình, đoàn viên người lao động được tặng quà, sữa, tư vấn sức khỏe, mua hàng giảm giá, xem biểu diễn văn nghệ, quay số trúng thưởng những phần quà từ các nhà tài trợ. Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 3 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên người lao động khó khăn. Tại chương trình, ban tổ chức tặng quà cho 50 đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật. Cho một thành quà thì em rất là hạnh phúc và cảm xúc rất chi là nhiều. Thành quà này thì em sẽ tiền để chăm lo cho con, mua sữa thêm cho con uống. Em cảm ơn bên Liên đoàn thành phố rất nhiều đã cho em mọi người được một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Chương trình nhằm tạo không khí sôi nổi, vui tươi, lành mạnh, chào đón xuân mới 2024, vận động đoàn viên người lao động tích cực tham gia vào hoạt động thể dục thể thao, nâng cao ý thức tự rèn luyện thân thể, đảm bảo sức khỏe, phục vụ tốt trong lao động sản xuất. Thưa quý vị khán giả, chiều ngày 11 tháng 1 vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức hội nghị thông tin các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp tới, các cấp công đoàn thành phố ban hành 6 kế hoạch chuyên đề và dự kiến dành 135 tỷ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố chăm lo khoảng 34 tỷ đồng, các công đoàn cấp trên cơ sở chăm lo khoảng 101 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động thành phố cũng tiếp tục duy trì cái chương trình tấm vé nghĩa tình mà Liên đoàn Lao động thành phố đã thực hiện từ năm 2009 cho đến nay. Thì năm nay dự kiến cũng sẽ vận động khoảng từ 35.000 cho đến 40.000 cái vé xe, vé tàu và vé máy bay để cho đoàn viên và người lao động có điều kiện để về quê đón Tết. Bên cạnh đó thì một cái chương trình đã thực hiện nay 10 năm, đó là cái chương trình Tết Sum Vầy. Thì năm nay Liên đoàn Lao động thành phố cũng tổ chức Tết Sum Vầy cho 13.000 hộ gia đình không có điều kiện về quê đón Tết, ở lại thành phố đón Tết, tổ chức cái chương trình gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố lần thứ ba. Đến giờ này thì đã có hơn 21.000 hộ gia đình đăng ký tham gia cái chương trình này. Thì mỗi một gia đình như thế thì sẽ được Liên đoàn Lao động thành phố tặng một cái voucher vào vui chơi tất cả các cái trò chơi ở khu du lịch Đầm Sen, một số các cái hoạt động khác để chăm lo cho đoàn viên và người lao động, như là ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình. Thì trong đó có hai hình thức, đó là phiên chợ online và phiên chợ truyền thống trước đây, dành cho khoảng 10.000 đoàn viên và người lao động trên địa bàn thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố cũng tổ chức họp mặt và tặng quà cho các đoàn viên, nghiệp đoàn trên địa bàn thành phố có cái hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, với phương châm Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực hiệu quả như chương trình chuyến tàu mùa xuân, Tết cho em, thăm và chúc Tết gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thưa quý vị khán giả, vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh tổ chức phát động chương trình tiếp sức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đến tham dự có đồng chí Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố. Chương trình tiếp sức hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động đầu tiên của năm 2024 mà Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh chọn để phát động, triển khai đến các công đoàn cơ sở trực thuộc với mong muốn đổi mới và tăng cường hoạt động chăm lo cho người lao động. Liên đoàn Lao động huyện đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ và trao tặng kinh phí để sửa chữa 4 căn máy ấm công đoàn, 60 triệu đồng một máy ấm cho 4 đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi gia đình còn được tặng một bếp ấm cơm ngon trị giá 5 triệu đồng một bếp. Chương trình tiếp sức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn và người lao động khó khăn mà Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh muốn triển khai ngay vào đầu năm 2024 để nhằm chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là cái đợt mở đầu cho các hoạt động trọng tâm trong năm 2024 để chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chúng tôi mong rằng là trong cái Tết Nguyên đán năm nay, đoàn viên người lao động của chúng tôi sẽ có một cái Tết thật là ấm áp, nghĩa tình bên cái căn nhà khang trang. Gia đình tôi rất là phấn khởi, rất hạnh phúc, vui mừng khi được bên công đoàn hỗ trợ sửa chữa nhà. Nhà của tôi là nó bị nứt nghiêng gần sập. Và cảnh thì khó khăn, ba mẹ thì già không có đi làm được thì có mình tôi đi làm để lo gia đình, lo con cái. Chi phí học hành không đủ để sửa chữa nhà. Chương trình phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong công tác đại diện chăm lo về đời sống vật chất tinh thần người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện còn trao 10 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 10 em học sinh giỏi khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền là 50 triệu đồng. Thưa quý vị khán giả, vào chiều ngày 9 tháng 1 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận 1 và Công đoàn viên chức thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2023. Năm 2023, Liên đoàn Lao động quận 1 có sự sáng tạo đổi mới trong tổ chức hoạt động tại đơn vị. Liên đoàn Lao động quận 1 đã chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng số tiền là hơn 4,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 11 căn máy ấm công đoàn với tổng kinh phí 580 triệu đồng, tổ chức ngày hội vì sức khỏe người lao động, tư vấn khám sức khỏe tổng quát và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Eland Việt Nam với tổng kinh phí là 455 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, Liên đoàn Lao động quận 1 vinh dự nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, biểu dương những nỗ lực cố gắng của Liên đoàn Lao động quận 1. Đồng chí mong rằng trong năm 2024, Liên đoàn Lao động quận 1 tiếp tục đổi mới sáng tạo nội dung và phương thức hoạt động, thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên người lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao cờ thi đua cho 9 tập thể, trao bằng khen cho 26 tập thể và 28 cá nhân, và Liên đoàn Lao động quận 1 khen thưởng 380 tập thể và 503 cá nhân. Bên cạnh đó, có 2 đồng chí lãnh đạo và 13 cán bộ công đoàn cơ sở được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. 1 tập thể được nhận cờ thi đua và 3 tập thể được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 2023, Công đoàn viên chức thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong công chức viên chức lao động gắn với chủ đề năm 2023 của thành phố và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hỗ trợ 73 trường hợp đoàn viên và người thân bệnh hiểm nghèo với số tiền 923 triệu đồng, nguồn từ quỹ tương trợ công đoàn, tổ chức nhiều hoạt động như chương trình cảm ơn người lao động, tặng 1.000 phần quà trị giá 500 triệu đồng, chương trình đối thoại tháng 5, ngày hội vì sức khỏe người lao động. Trong dịp Tết Quý Mão 2023, Công đoàn viên chức thành phố đã tổ chức các chương trình phúc lợi đoàn viên, phiên chợ nghĩa tình Tết đoàn viên, chương trình tấm vé nghĩa tình, chương trình Tết sum vầy, xuân tri ân, chương trình gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố cho các gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không về quê đón Tết. Với những kết quả đạt được trong năm 2023, Công đoàn viên chức thành phố vinh dự nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023. Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng 9 cờ và 18 bằng khen cho các tập thể.
Công đoàn viên chức thành phố cũng trao tặng giấy khen cho 120 tập thể vì có thành tích cao trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và trong hoạt động công đoàn. Thưa quý vị khán giả, sáng ngày 12 tháng 1 vừa qua, Công đoàn Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố đã làm lễ bàn giao máy ấm công đoàn cho gia đình của hai đoàn viên công đoàn tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên Xung phong. Đó là gia đình đoàn viên Bùi Thanh Tòng và gia đình đoàn viên Bùi Thị Phiến, ngụ ở xã An Thái Đông, huyện Cần Giờ. Dẫn chúng tôi tham quan căn nhà mới, anh Bùi Thanh Tòng, nhân viên xí nghiệp quản lý phà thanh niên Xung phong, vui mừng xúc động. Đây là ngôi nhà mà hai vợ chồng anh hằng ước ao. Căn nhà mới này được xây với chi phí gần 149 triệu đồng. Sau khi lấy vợ thì cha mẹ cho miếng đất gia viên ở. Tôi đã dựng được căn nhà lá, ở cũng được gần 9-10 năm. Sau đó tôi không có điều kiện sửa chữa, cũng ở tạm thời. Nhà thì nền nó thấp, nước thì nó ngập lên, mưa thì nó giọt. Điều kiện kinh tế làm nói chung đủ trang trải cuộc sống trong gia đình, vợ chồng con cái với cha mẹ. Với ngoài cái sửa nhà là không có cái điều kiện sửa. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời đến cảm ơn tới cộng đoàn ban giám đốc công ty và các mạnh thường quân. Máy ấm công đoàn thứ hai được trao cho gia đình chị Dương Thị Phiến, nhân viên đội bảo vệ giữ rừng Cần Giờ, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên Xuân Phong. Gia đình chị Phiến có 6 thành viên. Trước đây, gia đình chị sống trong căn nhà lá, cất tạm trên nền đất ba mẹ chồng cho. Khi mưa nhà bị dột, nền nhà thấp nên thường xuyên bị ngập nước. Căn nhà mới này được hoàn thiện với số tiền gần 134 triệu đồng. Xúc động khi được nhận nhà mới khang trang, chị Phiến chia sẻ. Năm cũ sắp bước sang năm mới, sắp đón Tết tới nơi rồi. Vợ chồng em rất là vui, có được căn nhà. Tôi cũng cảm ơn quý lãnh đạo, công đoàn đã giúp đỡ cho tôi được căn nhà khang trang, sạch đẹp. Tổng chi phí xây dựng hai máy ấm công đoàn là gần 283 triệu đồng. Số tiền trên được Công đoàn Lực lượng Thanh niên Xung phong vận động đoàn viên, người lao động hỗ trợ 60 triệu đồng. Đồng thời nhà hảo tâm hỗ trợ 80 triệu đồng và hơn 142 triệu đồng do ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên Xuân Phong đóng góp. Đây là hai cái máy ấm công đoàn đầu tiên của cái nhiệm kỳ 2023-2028, hướng tới kỷ niệm 2026 là sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng thanh Xuân Phong, nên là công đoàn lực lượng thanh Xuân Phong cố gắng trong nhiệm kỳ là phấn đấu trao từ 2 đến 5 căn. Hiện nay đã được 2 căn rồi và phấn đấu được 3 căn nữa. Để đảm được điều này thì thực sự là công đoàn Thanh Xuân Phong rất cần cái sự hỗ trợ của các mạnh thường quân cũng như là người sử dụng lao động của các đơn vị, đặc biệt là sự đóng góp của đoàn viên, người lao động trong toàn công đoàn Thanh Xuân Phong. Rất mong là sự hỗ trợ và tiếp sức cũng như là về tinh thần cũng như về tài chính để chúng tôi thực hiện công trình đề ra. Tại lễ trao máy ấm công đoàn, các nhà hảo tâm còn tặng quà là các vật dụng cần thiết cho cả hai gia đình. Sáng 11 tháng 1, tại Nhà văn hóa Lao động quận 8, Liên đoàn Lao động quận tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham gia buổi học có các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách Liên đoàn Lao động quận và hơn 100 cán bộ công đoàn cơ sở, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn quận 8. Tại hội nghị, các đại biểu được lắng nghe những chia sẻ của báo cáo viên là đồng chí Trương Công Hồ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 8, thông tin nhanh kết quả đại hội, hoạt động của các đại biểu, chương trình làm việc của Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 1 tới ngày 3 tháng 12 năm 2023 tại Hà Nội. Trình bày tóm tắt những thành tựu đạt được của tổ chức công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động nhiệm kỳ 12, quán triệt các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu của nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra. Qua triển khai lần này thì muốn nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống, thì quận 8 cũng rất là mong các công đoàn cơ sở nghiên cứu quán triệt để triển khai theo cái từng loại mô hình cụ thể công đoàn của mình, đặc biệt là các chỉ tiêu để cho cái nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống hơn. Thưa quý vị khán giả, những tin tức nổi bật đáng chú ý của các cấp công đoàn thành phố trong thời gian qua đã khép lại chương trình sáng nay. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tấn Khoa và Diễm Đoan xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn phát sóng lúc 7:40 thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.